Hello, chào quý vị. Trong bữa ngày hôm nay là ngày Kiên An thứ 18 thì tôi xin phép về chia sẻ ở trong cái đoạn Kinh Thánh trong Gioan đoạn 2 từ câu 12 đến câu 32. Ở trong này thì tóm tắt lời của Chúa thì cho mình biết là khi nào mình thấy đất nước của mình bị tai nạn, hay là gia đình mình, hay là hậu tự của mình là có những cái chuyện gì mà xáo trộn ở trong gia đình, trong hội thánh, thì mình phải kiên ăn và cầu nguyện. Tại vì khi mà mình phải có một cái phạm tội nào đó thì mình mới bị sự xử phạt của Chúa. Mà nếu mà cả một cái dân tộc, một đất nước mà đồng một lòng hiệp một ý mà kiên ăn cầu nguyện để cho cái đất nước của mình, thì Chúa, cái sự rủa sả sẽ chấm dứt, sự rủa sả sẽ chấm dứt. Là Chúa sẽ thay vì mình bị sự rủa sả mà bây giờ phước hạnh như sự thương xót của Chúa sẽ đổ đến trên gia tộc của mình, trên dòng họ của mình cũng như đất nước của mình. Giờ này thì đại khái là cái lời này thì trong tất cả anh chị em ở khắp mọi nơi, nếu mà người nào mà lắng nghe cái lời này ở trong cái sứ điệp của Chúa thì nếu mà có bất cứ một nan đề nào trong cuộc sống thì xin hãy hướng lòng về tôi và cầu nguyện. Đại khái là tôi sẽ hướng dẫn anh chị em trong cái cầu nguyện, trong cái những cái nan đề trong cuộc sống của mình. Giờ này tôi xin cầu nguyện anh chị em nào mà có nan đề nào thì hạ lòng xuống tìm kiếm Chúa và cầu nguyện theo như sự dẫn dắt mà tôi đã cầu nguyện. Cha nhân từ, chúng con giờ này chúng con đến với Ngài, chúng con xin dâng tất cả anh chị em chúng con, cũng như xin dâng các hội thánh của chúng con ở khắp mọi nơi, cũng như dân tộc, đất nước của chúng con. Vì chúng con thấy rằng trong những ngày tháng qua thì có nhiều sự tấn công của sự tối tăm trên đất nước của chúng con, và chúng con biết rằng vì tội lỗi của dân tộc chúng con mà bị sự xáo trộn, sự rủa sả. Đừng cầu xin Chúa, xin Ngài thương xót trên gia đình của tất cả anh chị em chúng con, cũng như thương xót trên con cái hậu tự của chúng con. Vì chúng con biết rằng chúng con sanh con nhưng không thể sanh lòng được, mà chúng con biết rằng chúng con ở trên một đất nước thờ lại hình tượng thì đầy dẫy những tội ác mà đem đến sự rủa sả. Thì con cầu xin Chúa, xin thương xót, xin Ngài rủ lòng thương xót, tha thứ mọi tội ác của chúng con, xin Ngài cất đi mọi sự rủa sả trên gia đình chúng con, trên hậu tự chúng con cũng như đất nước chúng con. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, phần chúc phước cho tất cả anh chị em nào mà có nan đề trong cuộc sống sẽ được Chúa thương xót và Chúa giải cứu họ ra khỏi những nan đề về tài chánh, về hôn nhân, tất cả mọi sự. Cũng cầu xin Chúa, xin Ngài cũng rủ lòng thương xót trên đất nước Việt Nam của chúng con, giải cứu đất nước Việt Nam chúng con ra khỏi mọi gánh nặng ở trong cuộc sống cũng như sự tấn công của những đất nước bên ngoài. Con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và ân cầu xin Chúa, xin Ngài dấy lên nhiều hơn nữa những tôi tớ của Ngài, đầy ơn và lẽ thật của Ngài, để dâng lời cầu thay lên cho Cha, để đẹp lòng Cha được Cha yêu thích. Cảm tạ anh Chúa vì Ngài lắng nghe đáp lời cầu xin của con vượt quá mọi sự hiểu biết của con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.